Mặc dù siêu bão Minton đã suy yếu xuống cấp độ 2 theo thang bậc 5 cấp độ, song cơn bão đã tăng gấp đôi về quy mô, nghĩa là tác động thảm khốc của nó đang lan ra trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều là cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm với sức gió duy trì tối đa lên đến 195 km h Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão chút nước dữ dội xuống khu vực Tam ba, nơi đang trong tình trạng khẩn cấp do lũ quét. Sóng biển tiếp tục dâng cao ở những nơi cơn bão đổ bộ bão Minton dự kiến sẽ duy trì cường độ khi đi qua hết bán đảo Florida và đe dọa các bang khác ở bờ đông nước Mỹ. Siêu bão Minton có thể gây cột sóng biển dâng cao từ 2,7 đến 4 mét ở một số khu vực và gây lượng mưa từ 150 đến 300 mm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã xác nhận ít nhất 16 cơn lốc xoáy ở Florida và dự kiến sẽ có thêm nhiều cơn lốc xoáy trong ngày hôm nay. Bà Sarah Griffin, một chuyên gia khí tượng học và là cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Vệ tinh Khí tượng Hợp tác của Đại học Madison, Wisconsin, Mỹ, cho biết. Sẽ vẫn có thiệt hại. Tôi biết thông tin bão Minton đã suy yếu thành bão cấp 2 và có thể sẽ tiếp tục suy yếu khi tiến về phía bờ biển. Đúng đó là tin tốt. Nhưng vấn đề là Minton về bản chất là bão cấp 5. Ngay cả khi bão suy yếu, nó vẫn mang theo năng lượng chúng ta sẽ thấy ít tác động hơn từ gió. Điều này có thể làm giảm bớt tác động vào đất liền, nhưng chúng ta sẽ thấy những cột sóng lớn đánh trên bờ biển. Được dự đoán là cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ, hơn một triệu người dân ở bang Florida đã được yêu cầu sơ tán trước cơn bão. Chính quyền liên tục đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi mọi người tuân thủ các khuyến nghị về an toàn tại địa phương. Cho đây thực sự là vấn đề sống còn. Các công viên giải trí lớn ở Florida đã đóng cửa trước cơn bão, 9 bệnh viện đã được sơ tán. Các nhà di động, viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc phải đối mặt với lệnh sơ tán bắt buộc. Nhiều người di tản đã gây ra tình trạng tắc nghẽn đường cao tốc ở nhiều nơi và dân đổ xô mua xăng gây ra tình trạng thiếu xăng. Tại Orlando, nhiều người cho biết dù đã trải qua nhiều cơn bão trước đó, nhưng họ vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bất thường như tìm nơi trú ẩn an toàn. Hiện bang Florida đã cung cấp máy phát điện cho các nơi trú ẩn, bố trí dự trữ nhiên liệu. Người dân Florida thực sự đối mặt với tình cảnh bão trồng bão, bởi chỉ hai tuần trước họ đã phải quay cuồng với bão Helen, với hai triệu người được lệnh sơ tán. cả hai cơn bão này dự kiến sẽ gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la. Các nhà phân tích ước tính ngành bảo hiểm toàn cầu sẽ phải chi trả tới 60 đến 100 tỷ đô la. Dự báo thiệt hại do bão Minton có thể ngang bằng với cơn bão Katrina năm 2005, thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, do bão Minton tấn công sớm hơn một chút và xa hơn về phía Nam so với dự báo, nên có hy vọng có thể tránh được thảm họa tồi tệ nhất so với dự đoán. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào, nhưng người dân được cảnh báo việc mạo hiểm đi ra ngoài có thể đe dọa tính mạng.